Này à, em giao cái máy phát của tao V2203 về Phú Hiệp, Tam Nông, Đồng Tháp nha. Cho ông chú mình về ông sạc pin T50, sạc C10.000. Số bước bê điện luôn anh. Quất. Cục pin T50 á là nó bằng tới 25 cái máy lạnh lận lâu nữa, bằng 25 cái máy lạnh. Nó có chế nước gì nữa không? Không, mình xài từ từ mình thăm, có đồ có lắp pin nước á, thăm một người mình thăm vô à, đúng thăm nước ha, không chứ thăm nước thăm nhớt chị hoài đó. Chào mừng cô bác anh chị em nha. Hôm nay em đang có mặt tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp nha, để bàn giao và phát điện cho anh chú sạc pin T50. Ở đây. Dạ. Sao con một vậy? Hai con với. Anh con với con với. Hai con được Việt Nam chứ. Nhật đó nghe chứ không phải là Việt Nam đâu, cụ ta chứ. Dạ. CB Nhật đàng hoàng đó, chứ không phải Việt Nam đâu. Sao hư? Lâu lắm chú ơi. Vậy mới được chứ, chạy mắc gửi mới được. Rồi, ok. Để máy bay. Dạ, máy bay để ở sau nè. Dạ, vừa hính luôn. Ok luôn. À, nghiên cứu sao mà mình làm cho gọn gọn pin rồi mình hai cái học để vô. Máy bay mình để vô, cái nữa là mình vô tư khỏi gàn bóng chứ. Hàng cái học bỏ pin vô. Là cái lỗ quá. Trước đó là thấy tôi thấy đẩy được cái cục sạc á. Trước này là làm cái thùng cái này nè. Chứ người ta hay để cho ta ngồi đó. Đúng rồi đó, chính xác. Cái bà gác đó, nó có cái thùng này sao? Đây là hai người ngồi hai bên đúng không? Ừ. Người ngồi đây, bên kia không có cái thùng nữa đó. Ngồi đâu ngồi? Mấy bên thùng để nước. Ai nãy ai chạy đâu? Ai mới chạy? Nó qua trời xin chữ ký kìa, chạy qua trời chạy à. Ừ, chạy dữ gì chưa ông mà đậu phộng cho ông lái container chứ ông chạy dữ lắm ông ơi hả? Tôi gác cũng chạy cái đó đó.